Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đã ở Việt Nam, các bạn đã bước qua mùng 2 Tết rồi. Ở Hoa Kỳ hôm nay đã là mùng 1 Tết. Và mở đầu video thì muốn dành một ít thời gian để mà chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc. Và Thuận đã đăng một cái thông điệp trên mạng xã hội rồi Nhưng mà Thuận biết là có nhiều bạn theo dõi kênh Thuận Capital Nhưng mà cũng không có theo dõi những mạng xã hội Cho nên Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ cái thông điệp đó với các bạn ở đầu video Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những cái thông tin nổi bật Các bạn cần phải quan tâm đến Nhất là tình hình chung của thị trường Với lại những gì các bạn cần phải để ý trong tuần này Cộng với là một số những cập nhật Như là chúng ta sẽ nói tới Genesis đã chính thức khai bồi phá sản rồi Và chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin mà có một số tài liệu được chia sẻ về Bybit và một số những tài liệu khác mà thường cảm thấy là quan trọng, thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau DCA các bạn, đây là cái ngày đầu tiên chúng ta DCA trong năm mới. Và các bạn sẽ để thấy được là cái danh mục DCA ở trên Congeco, đây là cái account demo. Thì cuối cùng cũng đã có lãi rồi các bạn, tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa. Nhưng mà đầu tiên hết thì Happy New Year các bạn, chúc mừng năm mới. Ai đó thì cũng yêu thích tết, mọi người lại xung bày bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống, những câu chuyện đời thường. Đây là lần thứ sáu rồi các bạn, sao mà lẻ quá và tết năm nay cũng vậy. Thuận Capital vẫn ở đây và nói với các bạn chúc mừng năm mới. Có thể các bạn không biết Thuận qua Mỹ đó là vào cuối năm 1998, mấy đó mà đã 25 năm rồi các bạn và Thuận đây thì chưa bao giờ về Việt Nam đúng cái dịp ăn tết trong vòng 25 năm qua thậm chí thì ở Mỹ đó thường cũng không có ăn tết thôi, các bạn gần đây thường sống ở quận Cam thì cũng có khu người Việt nhưng mà trước đây thường không có sống ở quận Cam thì chỉ có người Mỹ thôi các bạn cái mà gần với tết nhất đối với thuận là các bạn đang xem kênh này nghĩ lại đó thì 6 năm là cả một quá trình thuận từ một người mà thực sự không nói tiếng Việt nhưng mà nào mà xem những video trước đây cũng đã biết rồi tại vì ở Mỹ thường không có sử dụng tiếng Việt thường xuyên và nhất là không có biết tiếng Việt cho nên không biết viết chữ có dấu luôn các ừ. bạn không biết thu âm thu hình để trở thành một người mà làm YouTube thường xuyên và được nhiều bạn ủng hộ và chính các bạn là người khiến Thuận gần gũi hơn với cộng đồng và văn hóa học Việt Thuận thì vẫn biết sai chính tả ngày, các bạn cũng đã biết rồi Thậm chí trong bài này đây cũng có thể có nhiều loại chính tả Nhưng mà không sao, đó là cái thật của Thuận Capital Nếu nói là 6 năm qua, đó cái gì mà làm cho Thuận cảm thấy tự hào nhất Thì ngoài việc là có gia đình thì kênh YouTube này là một điều làm Thuận rất tự hào Không phải là kênh lớn hay là nhỏ, bao nhiêu view Mà là các kỷ niệm cùng nhiều bạn vượt qua bao khó khăn của thị trường Từ lúc mà BTC dưới 1.000 đô, đến 20.000 đô, rồi về 3.000 đô, rồi lên tới 63.000 đô Rồi về 30.000 đô, rồi lên 69.000 đô, rồi về 15.000 đô và đến ngày hôm nay Kể lại đây Thuận còn rung mình chứ nói chỉ các bạn Chúng ta chỉ nói riêng trong năm qua thôi nếu các bạn nào mà cùng trải qua và tiếp tục ở lại cho đến, đến bây giờ thì các bạn đã là một chiến binh rồi đây là một con đường không dễ đi và các bạn là một động lực mọi người đó thường đặt mục tiêu quá cao những gì mình có thể đạt được trong vòng một năm và quá thấp những gì mình có thể đạt được trong vòng sáu năm trong cuộc sống cũng vậy các bạn trong đầu tư cũng vậy và thuận tin tưởng những cái thứ phía trước đó sẽ đầy tốt đẹp cho những bạn nào mà kiên nhẫn về đầu tư đúng hướng thuận khắp bidou rất là tự hào tiếp tục cùng đồng hành với các bạn trong suốt quãng đường đầu tư kế tiếp cho dù những lúc thị trường hưng phấn nhất hay là những lúc mà chán nản nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ, động viên trong suốt bao nhiêu năm qua. Lần thứ sáu, thuận muốn chúc tất cả các bạn có một năm mới bình an và hạnh phúc. Happy New Year các bạn. Đây là thông điệp thuận rất là muốn gửi đến cho tất cả những người nào mà xem kênh thuận Capital. À, cho nên thuận muốn dành một thời gian đầu video để mà đọc lại thông điệp này. Tại vì có rất nhiều bạn không có theo dõi thuận ở trên những mạng xã hội. Rồi chúng ta à, nói thêm một. Thông tin nữa, có một bạn đó à, vừa comment ở trên Twitter nói là Tết về, nói chuyện crypto với thằng em mà cả họ nhìn như là đa cấp. Buồn quá anh Thuận ạ. À. Thật ra không sao đâu các bạn, nhìn vào một cái cách tích cực hơn đó thì chúng ta không nên buồn. Chúng ta hãy xem đây như là một cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta vẫn còn sớm. Tại vì phần lớn vẫn không hiểu hoặc là chưa quan tâm đến crypto các bạn, nhất là chưa quan tâm đến BTC. Thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là con đường phía trước vẫn còn rất là dài, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Đó là một cách nhìn mà Thuận muốn giờ đến cho các bạn. Một điều khác nữa cũng rất là thú vị đó, ở trên cái Twitter của Documenting Bitcoin thì có người đi vào Best Buy đã lâu, thường không đi vào Best Buy các bạn, đây là một cái siêu thị mà phần lớn là họ bán những cái mặt hàng điện tử. Thì ở trong siêu thị Best Buy bây giờ đó, đã có một cái kiosk các bạn có thể tìm hiểu để mà mua cái ví Ledger các bạn, cái ví lạnh. Các bạn thấy được là từ từ thì đây là một cái thị trường đã dần 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 được chấp nhận rồi nhưng mà cái quan điểm của nhiều người đó nhất là sau khi những cái sự kiện gần đây liên quan tới ftx liên quan tới triều capital khiến cho một số người đó lại nghĩ lệch về thị trường này nhưng mà không sao cả như thường vừa chia sẻ với các bạn những cái này đối thuận là một dẫn chứng cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội và nói tới giá cả nói riêng thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì giá cả cứ liên tục tăng trưởng các bạn thực ra chúng ta đã bắt đầu thấy giá cả tăng trưởng là từ ngày 10 tháng 1 lúc đó là giá BTC khoảng chừng là 17.000 các bạn thấy được là giá BTC đã tăng lên cái mức cao ngày hôm qua là 23.352 các bạn điều thú vị đó là khi các bạn nhìn vào những mạng xã hội đó thì lúc mà giá BTC xuống mức là 17.000 đô thì rất nhiều người kêu gọi và chờ đợi là giá BTC xuống 12.000 đô So... Oh. thì từ 17.000 mà xuống còn 12.000 đô có nghĩa là xuống 5.000 đô các bạn nhưng mà BTC không xuống 12.000 đô vẫn di chuyển 5.000 đô nhưng mà cái xu hướng tăng chứ không phải là giảm các bạn và các bạn thấy được giá BTC bây giờ là 22.573 có nghĩa là đã tăng 5.000 đô so với lại cái mức giá 17.000 đô rồi chứ không phải là ngược lại cho nên khi mà chúng ta nhìn à, những gì xảy ra đó thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là thị trường luôn có cách làm cho nhiều bạn bất ngờ và đưa ra nhận định giá cả trong thời gian ngắn hạn là một điều mà hoàn toàn không dễ dàng đâu các bạn Và hôm nay thì các bạn thấy được là giá BTC thì cũng vẫn tiếp tục xoay có mức là 22.000 đô Bây giờ là 22.585 Và nếu chúng ta nhìn chung cả thì crypto đó thì các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì những altcoin cũng tăng trưởng tương tự như là BTC các bạn không hề là bị bỏ rơi phần trăm của BTC bây giờ vốn hóa đó là 40.6% Ethereum là 18.3% với những đồng như là Ethereum các bạn thấy được là đã tăng lên tới mức 1629 rồi BNB thì vẫn giữ trên 300 đô các bạn XRP thì khoảng chừng là 40 cent Cardano thì khoảng là 38 cent Solana thì cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại ở mức là 24 đồng 31 mươi cent các bạn và khi chúng ta thấy cái sự tăng trưởng gần đây đó thì khi mà thuận check cái uh, account demo đây là cái chương một demo mà thuận và các bạn đã cùng nhau uh, thành lập từ lúc mà đầu tháng tư của năm ngoái để thuận có thể uh, chia sẻ với các bạn quá trình nếu các bạn đầu tư chung bình giá vào chỉ hai đồng lớn thôi bitcoin và ethereum thì uh, mỗi một tuần chúng ta chung bình giá 100 đô thì kết quả sẽ ra sao và chúng ta cần một thời gian dài để có thể thấy được kết quả và chúng ta đã nhìn thấy được là bây giờ đó cái account này đang có lãi rồi các bạn đang có cái phần lời là 5.84% có thể các bạn cảm thấy được là phần lời này đó đâu có nhiều đâu nhưng mà thật ra đó khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử đó giống như chúng ta nhìn vào tiêu đi thì thường cho các bạn thấy được là cái lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trung bình giá vào Ethereum cho cái chương mục Account Demo này là khi nào và giá bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhìn vào lịch sử trên Gecko đó, các bạn thấy được là cái lần đầu tiên lúc đó là giá Ether là khoảng 3.514 đô các bạn, lúc đó là ngày 4 tháng 4, đây là lần đầu tiên mà chúng ta trung bình giá vào Ethereum cho cái Account Demo này Còn về BTC thì sao? BTC đó thì chúng ta sẽ nhìn tài liệu tương tự và các bạn đã thấy được là cái lần đầu tiên chúng ta trung bình giá vào BTC 100 đô là ngày 4 tháng 4 à, Lúc đó giá BTC là 46.000 đô các bạn à, Con số rất là cao Cho dù là chúng ta bắt đầu từ con số cao như vậy Nhưng mà các bạn đã thấy được là cho đến thời điểm bây giờ Thì cái account này đã vẫn đang có lại là 5.38% cho dù là chúng ta bắt đầu ở cái mức cao và thậm chí hiện bây giờ đây chúng ta nhìn thấy được là BTC à, vẫn ở cái mức là âm 66% so với đỉnh và Ethereum thì cũng tương tự luôn. Đây cũng là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là trung bình giá nó có cái hiệu ứng như thế nào, nhất là khi các bạn kiên trì trung bình giá dài hạn và đương nhiên trung bình giá đó thì các bạn cần phải có những cái như là thu nhập ổn định, các bạn cần phải có cái sự kiên nhẫn và các bạn cần phải chọn đúng đồng. Chứ nếu như mà các bạn trung bình giá mà không có đúng tài sản thì cũng không có kết quả đâu. Nhưng mà thật ra nếu các bạn chọn sai tài sản, các bạn có chiến lược gì thì cũng không có kết quả. Cho nên đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn thông qua hàng tuần chúng ta chung mình giá thùng muốn gửi đến các bạn một cái dẫn chứng cho thấy được là chung mình giá thì nó sẽ là sao khi các bạn có cái sự kiên trì và đương nhiên chúng ta đang mức vẫn rất là thấp so với đỉnh các bạn Nếu như mà giá BTC tiếp tục hồi phục thì các bạn có thể thấy được là cái phần trăm lợi nhuận này nó sẽ tiếp tục tăng cao như thế nào Và đương nhiên hôm nay chúng ta cũng lại sẽ tiếp tục chung bình giá hàng tuần đó Thì Chủ nhật tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ chung bình giá 100 đô Ether và 100 đô BTC Và đây cũng có thể trả lời một câu hỏi mà tôi thường, thường hay nhận được là Tại sao mà chúng ta DCA trong mùa bear market mà không đợi cho chúng ta uh, biết uptrend Rồi lúc đó chúng ta mới DCA thì có phải tốt hơn hay là không thì có một số điều các bạn cần phải hiểu thứ nhất đó là khi chúng ta chung mình giá thì chúng ta muốn chung mình giá khi mà giá đi xuống nghĩa là chúng ta muốn chung mình giá ở những cái mức thấp hơn chứ không phải là lúc mà giá trên cái đà tăng trưởng thứ nhì nữa là chúng ta sẽ mãi mãi không biết được khi nào mới là uptrend cho đến khi nào chúng ta nhìn lại lịch sử thì mới biết thì đó là đấy rồi bây giờ chúng ta đang trên cái mùa uptrend lúc đó có thể đã quá trễ rồi các bạn các bạn thấy được là giá BTC có thể tăng nhanh cỡ nào crypto là một cái mảng mà nó không phải đi từ từ mà nó đi rất là nhanh trong thời gian là một một tuần hai tuần thôi là tất cả đều có thể thay đổi hết cho nên khi mà các bạn nhận được đó có thể cho không còn nhiều thời gian nữa rồi và thường đã từng chia sẻ với các bạn cái mà thường quan tâm nhiều hơn đó không phải là BTC hay là những crypto thường đang đầu tư đã tới đáy hay chưa cái mà thường quan tâm nhiều hơn là chúng ta còn bao nhiêu thời gian để có thể chung bình giá thuận thì nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa cho nên thuận đã từng chia sẻ với các bạn trong vòng mấy tháng qua đó là điều thường quan tâm nhiều hơn cho nên thuận mới tích cực chung bình giá tranh thủ thời gian các bạn nếu như mà giá xuống thấp hơn thì có thể mua ở những mức thấp hơn đương nhiên các bạn trung bình giá bất cứ một mảng đầu tư nào tại vì các bạn có lòng tin là giá sẽ cao hơn trong tương lai chứ nếu không các bạn cũng đâu cần trung bình giá làm gì và nếu các bạn đã có lòng tin đó rồi thì các bạn muốn mua ở những cái mức thấp hơn và chỉ có thể là trung bình giá trong mùa bear market các bạn mới có thể chốt lời trong mùa bear market mà thôi. Thì nếu như các bạn không có mua ở những mức thấp thì các bạn làm sao có để mà chốt lời khi mà giá cả tăng. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục trung bình giá tại vì hiện bây giờ vẫn không, không phải là lúc mà thuận chốt lời. Có thể nhiều bạn đã có lời và thường đã chia sẻ với các bạn về khái niệm chốt lời trong những cái video trước đây. cái tài khoản chừng là một tuần. Thì những bài nào mà có lời thì có thể xem lại cái video đó Còn bản thân Thuận thì hiện bây giờ vẫn chưa có phải là lúc mà Thuận chốt lời Thuận đã chia sẻ với các bạn là Thuận sẽ tiếp tục chung mình giá ở những mức này Tại vì Thuận chưa có đạt được cái phần trăm crypto mà Thuận nghĩ là cần thiết Cho nên bây giờ vẫn không phải lúc Thuận chốt lời Và chương mục này cũng như vậy chúng ta sẽ tiếp tục chung mình giá thêm 100 đô Ethereum ngày hôm nay Thì 100 đô có thể mua được bao nhiêu Ether các bạn thấy được là 100 đô có thể mua được là 0.061 Ethereum Chúng ta sẽ bấm Submit. Rồi chúng ta coi như chung mình giá xong Ether. Chúng ta sẽ làm điều uh, tương tự so với lại BTC. Thì 100 đô Bitcoin có thể mua được bao nhiêu? 100 đô có thể mua được là 0.0044 BTC. Chúng sẽ bấm Submit. Rồi chúng ta coi như cũng đã chung bình giá xong cho tuần này. Tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại uh, để xem coi là tình hình như thế nào mặc dù là các bạn thấy từ đầu năm tới bây giờ đó thì thị trường crypto đã có cái tiến triển tốt hơn về giá cả nói chung nhưng mà thị trường chứng khoán thì cũng không có lạc quan lắm các bạn thật ra các bạn đã thấy được là gần đây chúng ta cũng có một số thông tin coi như là có một dấu hiệu lạc quan về giống như là chỉ số lạm phát cpi à, đang trên cái xu hướng là tiếp tục giảm xuống chúng ta cũng thấy được là mặc dù có nhiều công ty sa thải nhân viên nhưng mà cái phần tranh thất nghiệp vẫn thấp có nghĩa là khả năng chúng ta cho dù là có suy thoái tài chính nữa thì cũng không có sâu như là nhiều người nghĩ thì đây cũng là một số những cái thông tin coi như lạc quan nhưng mà chứng khoán này lại không có phản ứng lạc quan lắm. Các bạn đã thấy được là cho dù chúng ta nhận được CPI tốt thì chứng khoán Hoa Kỳ đó cũng không có sự thay đổi nhiều. Và những chỉ số lớn như là Dow Jones các bạn thấy được là cho dù chúng ta nhận được nhiều thông tin coi như là lạc quan từ năm tới bây giờ. Nhưng mà từ năm tới bây giờ đây chỉ số Dow Jones sẽ tăng có 0.69% mà thôi. À, chỉ số Nasdaq thì tăng nhiều hơn một chút nhưng mà nói chung đó khi mà so với lại Bitcoin thì đã không có cái phản ứng tích cực như vậy tại vì từ năm tới bây giờ đã Bitcoin đã tăng các bạn thấy được là cũng rất là nhiều rồi nếu chúng ta nhìn vào trong vòng một tháng qua thì BTC đã tăng 33.95% rồi các bạn và Ethereum cũng tăng phần trăm tương tự chứng khoán thì không có sự tăng trưởng đó và các bạn thấy được là gần đây đó thì cái sự tương quan giữa BTC và chứng khoán Hoa Kỳ đã ít đi rồi chứng khoán thì ít nhiều gì vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine các bạn thấy được là vẫn diễn ra cho đến ngày hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu là khi nào sẽ kết thúc nhưng mà vì mặt lạm phát đó, thì chúng ta thì cũng đã có nhiều cái dấu hiệu thường chia sẻ nó đã tốt hơn. Cái chỉ số CPI mới nhất đó, cho chúng ta thấy được là lạm phát Hoa Kỳ đó, tính chung đã giảm xuống còn 6.5% và Core CPI không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì giảm xuống còn 5.7%. Và nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ số Truflation chỉ số tính bởi một công ty tư nhân thì chúng ta đã thấy được là tính trong vòng 30 ngày qua thì cách đi một tháng à, chỉ số phần trăm là 5.8 bây giờ là còn 5.37 các bạn thì nói chung chúng ta vẫn đang thấy là lạm phát của Hoa Kỳ đang trên con đường đi xuống và chúng ta cũng nhận được cái thông tin đến từ James Gorman đây là CEO của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley thì James Gorman cũng đã lên tiếng nói là có lòng tin lạm phát đã đến cái mức đỉnh rồi có nghĩa là chúng ta đang trên con đường đi xuống chúng ta đã thấy đỉnh của lạm phát rồi đó chính là cái thời kỳ vài tháng trước đây Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thấy lạm phát giảm xuống và thêm vào đó chúng ta đã thấy nhiều cái thông tin lạc quan hơn về cái tư tưởng của Trung Quốc về việc chống dịch. Bây giờ đã thả lỏng hơn rất là nhiều rồi và vì lý do đó đó James Goldman đã có một cái sự lạc quan hơn. Thêm vào đó thì James Goldman của Morgan Stanley nói là chúng ta đã thấy là Fed rất là lo lắng trước đây đã nhanh chóng tăng mỗi lần là 0.75% lãi suất nhưng mà các bạn thấy được là sau đó Fed sẽ nhanh chóng giảm xuống còn 0.5% và trong cái đợt tới đây đó thì James Jones mình nghĩ là Fed sẽ tăng khoảng chừng là 0.25% mà thôi và cái đợt hợp kế tiếp của Fed là còn 9 ngày nữa các bạn 9 ngày nữa là đợt hợp đầu tiên và tính tới bây giờ đó các bạn thấy được là cái phần trăm của mọi người nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25 đó đã đổi qua thành 99.3% rồi có nghĩa là 99 trên 100 người dựa theo tài liệu của hợp đồng tương lai trên CME đó để nghĩ là Fed chỉ tăng 0.25% trong cái cuộc họp ngày 1 tháng 2 này mà thôi. Các bạn đã thấy được một điều thú vị hơn đó là bây giờ chúng ta có một cái con số rất là nhỏ là 0.7% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất mà không tăng nữa các bạn. Đây là một cái sự khác biệt so với trước đây. Không có ai bây giờ nghĩ là Fed sẽ tăng 0.5 hay là 0.75 hết dựa theo tài liệu của CME. Mà bây giờ lại có người nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng chúng ta thấy được là bây giờ đó thị trường đã có cái kỳ vọng là sau khi nhận được chỉ số cpi tốt thì fed có thể là sẽ có cái giọng điệu ôn hòa hơn về tình hình lãi suất nhưng mà chúng ta sẽ chờ đến ngày đó chúng ta mới biết được còn về trong tuần này đó chúng ta sẽ có một số thông tin cũng nổi bật các bạn phần lớn chúng ta sẽ nhận được những cái thông tin liên quan tới sản xuất xem coi là cái nền kinh tế của hoa kỳ đó chậm tới mức nào có đáng lo hay là không và những cái điều này là những cái thông tin mà fed sẽ quan tâm đến để đưa ra cái chiến lược cho lãi suất và tiền tệ trong năm nay nhưng mà hai cái thông tin quan trọng hơn đó tôi nghĩ là chúng ta đầu tiên hết là có cái ước tính quý 4 gdp sẽ được công bố vào ngày thứ năm tại hoa kỳ để xem coi là tổng sản lượng mức nội của Hoa Kỳ đó trong quý 4 mới đây là như thế nào. Rồi cũng ngày thứ năm đó chúng ta có cái thông tin liên quan đến bất động sản các bạn xem coi là những cái nhà cửa của Hoa Kỳ đó bán như thế nào để xem coi là tình hình bất động sản ra sao. Và ngày thứ sáu đó chúng ta sẽ nhận được cái thông tin liên quan đến PCE. Đây là là cái phần trăm lạm phát các bạn, nó cũng tương tự như là CPI chúng ta đã nói tới rất nhiều. PCE là cái cách tính khác mà Fed rất là thích xem. À, và thật ra hai cái đó, nó tuy là tính khác nhau nhưng mà cũng dùng cùng một loại tài liệu cho nên uh, khi chúng ta nhìn thấy được là CPI đã có cái xu hướng giảm thì tôi nghĩ là PCE cũng như vậy mà thôi chúng ta thấy được là PCE và CPI đã đi cùng một xu hướng CPI ra trước rồi mới tới CPI cho nên tôi không có lý do gì nghĩ là PCE sẽ không cho dấu hiệu giảm tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục Thấy cái dấu hiệu là tiếp tục giảm khi nói tới lạm phát tương tự như là cpi và tuần này cũng là một tuần rất là bận biệu về những công ty sẽ khai báo quý 4 đó, tài chính của họ như thế nào à, chúng ta có những công ty lớn mà nhiều bạn sẽ quan tâm đến chúng ta có Microsoft sẽ đưa ra cái thông báo quý 4 vào thứ ba của tuần này các bạn thứ tư chúng ta sẽ nghe thông báo đến từ những công ty như là Tesla và thứ năm chúng ta có những công ty như là Intel American Airlines Master Visa và thứ sáu chúng ta sẽ có những cái công ty như là ngân hàng American Express hay là cái công ty dầu Chevron Để những công ty lớn họ sẽ khai quý 4 và chúng ta sẽ xem coi là những công ty này thu nhập như thế nào trong quý 4 Còn về chúng ta nhận được cái thông tin của Microsoft là họ đã ra quyết định là sa thải 10.000 nhân viên rồi Các bạn nhớ là trước đó thì Amazon cũng đã ra quyết định là sa thải 18.000 nhân viên Và Google đó thì các bạn thấy được là cách đây hai ngày họ cũng đã ra thông báo là họ sẽ sa thải 12.000 nhân viên đây là một điều rất là bất ngờ các bạn Chúng ta cũng đã nghe những thông báo trước đây là Microsoft chuẩn bị sa thải nhân viên Amazon chuẩn bị sa thải nhân viên Google là một trong những công ty mà nhiều người nghĩ là sẽ không có sa thải đâu Nhưng mà các bạn thấy được là Google cũng đã ra quyết định là sa thải tới 12.000 nhân viên Và chỉ một công ty công nghệ lớn thì bây giờ chúng ta biết vẫn chưa có dấu hiệu sa thải nhân viên đó chính là apple tới bây giờ thì apple à, vẫn không có bất cứ thông tin gì về việc là sa thải nhân viên hết còn à, về tesla đó thì à, đương nhiên như bạn quan tâm tại vì chúng ta thì là tesla vẫn đang lưu trữ một số lượng bdc hiện tại tính tới bây giờ đó, tesla vẫn là công ty đứng thứ ba hiện bây giờ lưu trữ số lượng bitcoin nhiều nhất nếu cho tính tới những công ty mà trên sàn chứng khoán hoa kỳ các bạn được là Tesla tuy đã bán rất nhiều Bitcoin rồi họ bán hầu như là 75% của số lượng Bitcoin họ lưu trữ, thì bây giờ đó họ chỉ còn lưu trữ có 9.720 BTC mà thôi, con số rất là thấp thấp hơn cả công ty đào Marathon Marathon lưu trữ hơn 10.000 Bitcoin hiện tại và đương nhiên Microstrat chỉ là công ty lưu trữ nhiều nhất. À, bây giờ lưu trữ tới mức là 132.500 BTC Đưa nhiên ta nói tới những công ty trên sàn chứng khoán lưu trữ chứ không nói tới những cái quỹ như là quỹ Rayscale Quỹ thì đương nhiên lưu trữ rất nhiều nhưng mà họ lưu trữ không phải là cho bản thân của họ mà cho những khách hàng Còn nói tới là tự lưu trữ đó thì MicroStrategy là công ty lớn nhất bây giờ lưu trữ 132.500 BTC thì cái số lượng sàn lưu trữ đó tương đương khoảng chừng là 221 triệu mà thôi các bạn nói là chỉ 221 triệu mà thôi đương nhiên phải là đây là con số nhỏ đây là con số rất là lớn nhưng mà nói tới cái sự ảnh hưởng tới giá cả cho dù là Tesla bán hết số lượng này đó, tôi nghĩ là cái sự ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu đâu các bạn thấy được là thường chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng là khi mà chúng ta nghe những công ty nào mà bán tới hàng tỷ đô la chứ còn 221 triệu này thì thật ra cũng không có đáng lo ngại nếu như mà Tesla thông báo họ đã bán rồi nhưng mà ngược lại nếu Tesla thông báo là họ mua thêm Bitcoin thì đó là một điều rất là bất ngờ nghĩ cái khả năng đó cũng không có cao đâu các bạn, tại vì Tesla theo những tài liệu cho hiện được đó thì quý 4 không phải là một quý rất là tốt cho họ, à, họ cũng có nhiều xe bây giờ đang tồn động, tại vì cái nhu cầu đã không như trước đây nữa và hiện bây giờ Tesla cũng đang có cái chiến lược giảm giá để có thể bán những cái hàng tồn động đó để họ có thể sản xuất những cái xe mới cho cái model mới hiện bây giờ Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...